Thưa quý vị, thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng luôn là một khó khăn lớn khi thực hiện các dự án kinh tế xã hội. Đối với các dự án trọng điểm ưu tiên như dự án giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích kinh thành Huế, việc áp dụng linh hoạt khung chính sách đền bù hỗ trợ là yếu tố tiên quyết để đảm bảo tiến độ. Bên cạnh đó, chính quyền và các ban ngành cũng cần thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân diện di dời để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc có liên quan. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại khu vực đang xả tắc, nơi có nhiều kiến nghị của người dân thuộc diện di dời. Hồ Ba Hoàng Thị Thái hiện đang cư trú tại dãy nhà 16 khu vực đang xả tắc. Hiện trạng nhà 2 tầng kiên cố với diện tích 78 m². Khi nhận được chủ trương di dời cũng như đa phần người dân trong khu vực, bà cũng đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, nhận được mức áp giá đền bù là 780 triệu đồng thì theo bà là thấp so với mặt bằng giá hiện nay. Với số tiền này, nếu ra nợ mới khi trả tiền đất xong thì không thể xây lại một ngôi nhà như cũ. Những nhà cấp 4 họ có lô phụ thì họ có thể là có lấy lô phụ họ đập vô lô chính để mà cùng hỗ trợ nhau thì họ thỏa thuận được, họ là chấp nhận được. Thế mình không có lô phụ, thân mình nhà mới làm có 2 năm thôi mà đền bù mà tính cả nhà cả đất 735 triệu, thì cái mức đền bù này là chỉ mới là làm được cái nhà cấp 4, thì đền trả tiền đất xong là nhà cấp 4 thôi, chứ không thể nào mà làm được cái nhà lại như rửa. Giá đền bù chưa thỏa đáng cũng là ý kiến chung của nhiều hộ dân ở khu vực này. Họ cho rằng trong thời điểm giá cả đất đai, vật liệu xây dựng, công thờ đều cao như hiện nay thì với mức tiền từ 5 đến 700 triệu đồng rất khó cho họ. Đó là chưa tính tới chuyện nhà có 2, 3 thế hệ cùng chung sống, yêu cầu về không gian ở cũng lớn hơn. Thực tế mình nói thì cái vấn đề khung đất, giá đất thì chúng tôi không biết. Nhưng mà qua cái bản dự thảo của thành phố cũng như của trên đưa về thì cái giá đất thấp. Nếu chúng tôi phân vân mà đi đến một cái nơi mới thì khả năng là không đủ tiền để mà sinh sống, vừa vận chuyển, vừa trả đất, vừa có cái vốn để làm nhà, để mà an cư lạc nghiệp thì chắc chắn đủ. Nói chung bà con bây giờ đang có một cái đề nghị thành phố làm sao đó, lấy cái áp giá làm sao, có một biện pháp nào để cho bà con đi ra ngoài cái tái định cư ngoài chung cư Hương Sơ được một cái nhà bằng như vậy cũng đòi hỏi hơn. Cho nên là cái đó là đề nghị thành phố xem xét lại bằng mọi cách. Tuy rằng chủ trương của Đảng và Chính phủ là cái giá trên nửa thôi thôi, nhưng mà bà con bây giờ nếu giả sử mất chừng ấy thì bà con không thể đi được. Theo quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, gọi bồi thường về đất và tài sản gắn liền trên đất đợt 2 cho hơn 1.000 hộ dân khu vực xã tắc này là gần 139 tỷ đồng. Sau khi có quyết định áp giá, nhiều người dân bày tỏ sự không đồng tình. Vấn đề này cũng đã được kiến nghị lên chính quyền địa phương và cả cấp có thẩm quyền. Mới đây, trong chuyến kiểm tra thực tế tại địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cũng đã tiếp xúc và lắng nghe ý kiến phản ánh trực tiếp của người dân. Hiện Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế cũng đang ghi nhận ý kiến các bên liên quan để tham mưu đề xuất phương án phù hợp. Hiện nay thì bên phía Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cũng tiếp nhận được nhiều các cái đơn thư phản ánh của các cái hộ dân liên quan đến cái việc là trả đền bù là còn thấp so với cái mức sống của các hộ dân hiện nay. Thì chúng tôi cũng ghi nhận các cái ý kiến phản ánh này, và chúng tôi là những cái đơn vị cơ quan thực hiện cái công tác giải phóng mặt bằng và cũng đã có những cái kiến nghị lên phía thành phố cũng như là tỉnh để xem xét có những cái phương án hỗ trợ. Còn hiện nay trong cái quá trình thực hiện thì chúng tôi vẫn áp dụng các cái quy định của pháp luật về cái việc đền bù, hỗ trợ và tái định cư. Do đó những cái kiến nghị này thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ có những cái trả lời và cũng xin thêm ý kiến cũng như là những có những cái phương án để nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người dân đảm bảo ổn định cuộc sống. Bàn giao mặt bằng chậm tiến độ đang là một thực tế diễn ra tại dự án giải phóng mặt bằng di tích kinh thành Huế. Bên cạnh các ý kiến về giá cả bồi thường thì cũng có nhiều ý kiến về các vấn đề khác liên quan đến việc xác định hộ chính, hộ phụ. Chính vì vậy, trong thời gian tới, chính quyền thành phố Huế cần quan tâm lắng nghe, nhất là tăng cường tiếp xúc trực tiếp với từng trường hợp để giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án mang tính lịch sử này.